Rồi, chào mọi người. Đây là cái phần file Gcode của mình lúc nãy. Mình chỉ xuất một batch thôi, nhưng mà coi như file dung lượng nó đã lên tới là 261 KB rồi. Đây, thì ban đầu mới vô chương trình thì sẽ có tên giới thiệu. Nói chung là phần giới thiệu chương trình nó hơi dài. Giao, lệnh thay giao, spindle. Đây là mình dùng spindle cao tốc, cho nên nó sẽ có ra những giá trị đó. Đó, thì có sẽ xuất hiện thêm một số lệnh g mới mà bình thường ít thấy, như là lệnh g93, lệnh g94. Đây đã xuất hiện giá trị là a, là giá trị gốc quay. Đó, đây giá trị y, z và a. Thì ở đây cái giá trị này có nghĩa là về vấn đề thay xoay quanh trục x, phôi sẽ xoay quanh trục x để cho mình phay ra được cái biên dạng giống như mình muốn. Rồi, vậy là ok nha. Đó, đây là cái như về vấn đề cái như tại sao là cái như kích tiếng phôi, cái kiểu yêu cầu về kích tiếng phôi. Đây là xong về vấn đề Gcode, là mình chỉ cần xuất Gcode là mình như ra được file như thế này. Đó, bây giờ đó, nó sẽ chạy ra cái biên dạng của mình, cái mình cần. Rồi, thì ok, thì dừng phần file Gcode này. Rồi, bây giờ mình sẽ giải quyết cái vấn đề tiếp theo. Đây là về vấn đề chạy cái file hồi sớm mình vẽ thử. Đó, đây, đó, nó vẫn sẽ chạy cái batch. Nếu mà ai hỏi là nó không, nó chạy được hay không, có cần phải vẽ sơ phay không, thì thưa đây không cần. Đó, nó sẽ ra cái này. Cái phần này là sẽ do cái phần câu như dao của mình nó né ra, bởi vì cái dao của mình khúc này là bề rộng dao là 0,5 mm, thì bây giờ nếu mà mình giảm đi còn khoảng 0,1 mm thì cái góc này nó sẽ nhỏ hơn, siêu vô sát hơn, mịn hơn. Đó, lý do mà nó ra cái này là cái như do cái mà con dao của mình lúc nãy. Đây là cái batch là step over là 10. Đó, rồi đây con dao đây, tới bây giờ mà mình vẫn còn thấy là cái biên dạng của dao thì mình sẽ ra nó sẽ như thế này, nó sẽ chạy theo sát cái biên dạng này. Đấy, hình này mình không phải là mình cố ý mình dễ mình nhấn mạnh cái gì, nhưng mà để thể hiện là nó đã đi được 40, rất ngầu. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi kênh của mình. Hãy ấn nút subscribe và like kênh và share, chia sẻ video. Sau này mình có thể là chia sẻ những video khác nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào thân ái.